từng là tới 30 năm rồi. Tất cả bệnh nặng bệnh nhẹ thì cũng có những cái bệnh đã khỏi, có những bệnh thì ổn định. Nhưng mà từ khi là mẹ tôi bị tai biến là tôi đi khắp nơi để tìm mọi cách mà tại sao lại những cái di chứng của tai biến nó lại nguy hiểm đến như vậy. Thì tôi cũng đã được gặp tới VNS và cho tới nay là mẹ tôi đã bình phục trong vòng 6 tháng. Nói chung là bà năm nay là 80 tuổi rồi. Thì mọi người cũng biết một bà mẹ có bao nhiêu bệnh mãn tính trong người mà 80 rồi lại còn tai biến nữa thì đứng trước cái nguy cơ là mẹ tôi đã nằm liệt. Và nói một câu nó hơi khó nghe, đó là mẹ kìa di đáy dòng. Và khi đi khám kiểm tra về nội khoa là mẹ bị động mạch vành, huyết áp 15/16/160 và mạch tim cũng đã 120. Còn xương khớp của mẹ thì mạng tới 30 năm nay. Thế nhưng bây giờ thì hỏi mẹ còn chỗ nào đau không thì mẹ bảo chẳng có đau chỗ nào cả. Thế nhưng mà bà già rồi cho nên nhiều khi bà vẫn là chả thấy ăn thua gì. Thế nhưng mà từ khi nằm không đi vệ sinh tự chủ được, bây giờ đi chơi khắp xóm được mà ngủ từ tối đến tận sáng mới dậy đi vệ sinh. Nhưng mà bà vẫn luôn nói bảo chả bị đỡ mấy. Thế nên nói cho một câu chuyện nó rất là vui. Như vậy thì tất cả mọi bà con cô bác cùng ngồi đây thì cũng thông cảm với mẹ tôi, mà hôm nay tôi nói một lời rất là thật. Con đơn dậy cho ăn là cứ thế này, tay cứ thế này để ta tự xúc, nhưng mà một tháng rồi mà tay không đưa được vào. Nhưng mà sáng hôm kia là tôi bảo con sẵn đi, con chiêu đãi mẹ một bữa rồi con đi. Thì mẹ tôi ăn được 2-3 cuốn, tự xúc không rơi một sợi nào. Và bảo mẹ thôi chứ mà ăn thêm bát nữa là 3 và 2 quả trứng viên nổi. Vì trước đây là chưa từng bao giờ thấy người khỏe cũng không có thể ăn được như vậy. Thế nhưng bây giờ là mẹ như vậy. Thì hôm nay tôi cũng nên chia sẻ với mọi người để biết được là đó là người thành công đầu tiên chính là mẹ tôi, mà tôi chữa thành công như vậy. Và bản thân tôi thì cũng là một nam non thật, nhưng mà bị xương khớp mẹ tôi đã từng đeo tay 1 năm và nằm ở bệnh viện y học dân tộc quân đội nằm 1 năm. Và ở đấy tôi cũng phải học thêm để làm tại làm sao mà mình lại không phải được. Nhưng mà khi có duyên tôi đến với VNS là lần đầu tiên tôi gặp mặt là ở trên con sách. Thì tôi có mắng đứa em tôi là em dâu á, nó giới thiệu cho tôi đến cũng gặp như mọi người hôm nay. Thì khi nghe xong cái sản phẩm thì tôi quay ra tôi mắng em tôi, tại làm sao mày để bác mấy chị nói ngay nửa năm trời chữa bệnh mà mày không nói gì cả. Mà bây giờ mới nói, nó bảo thì em làm dâu cho nên em cũng sợ, em bị tín nhiệm vào lời tôi nhỉ. Là em chính bản thân em không phải bệnh mà có kết quả và em đi tìm hiểu là thì em mới dám nói. Nhưng mà vì tôi cũng học qua trước ngành y, tôi là một quân y mà, cho nên khi nghe đến sản phẩm này thì bao nhiêu năm từ khi bước vào trường y tế để học, tôi đã mơ ước là có cái sản phẩm này. Và bây giờ đã có các nhà bác học cho tôi được cảm nhận thấy và tôi rất là sướng. Tôi không có nề hà cái gì hết, tôi chỉ nghe thế thôi là tôi thích rồi. Còn muốn biết được hay không thì chính bản thân mình được hướng dẫn. Và bây giờ tôi đi có ngày là 300 km bằng xe máy. Các bạn tôi vẫn cho tôi là một phi hành gia, nhưng mà là xa độ chứ không thể bay thế chăng. Không hề mỏi hai tay. Và bây giờ tôi cảm thấy sức khỏe tôi bây giờ là cái nét mặt tôi có thể là mọi người bảo 60 tuổi là già, nhưng mà nội lực của tôi chỉ độ 40 tuổi thôi. Kể cả về trí tuệ hiện sức khỏe, chứ nhiều khi là tôi cũng thấy bất lực với chính cái nghề của mình, tại sao mình lại cứ để mình như vậy. Hôm nay cũng là thời gian không cho phép tôi cũng được nói, chính mình cũng là một nhân chứng cũng chữa bệnh và cũng là một thầy thuốc. Và người đầu tiên tôi thành công là mẹ tôi, còn tất cả còn rất nhiều khách hàng của tôi nữa bây giờ đang tiến triển. Và đi đường nhiều khi gặp tôi là có những cái cử chỉ cảm ơn rất là vụng về. Ví dụ muốn cho tôi một cái gì đấy thì và đây ta cho cái này thì dấu hiếm giếm mà sao mà thuốc ngay thế. Thế nên là bây giờ cũng chưa tiện là vì nhân chứng không có ở đây. Một ngày nào đó tôi sẽ mời họ đến đây nói chuyện với mọi người. Thì cũng xin phép chương trình là